Và đây là những sứ mệnh mà các bạn đã yêu cầu mình chơi. Và hôm nay mình sẽ chơi theo từng lượt sứ mệnh một nha anh em nha. Và đây là sứ mệnh 78 anh em ạ. Và trước khi vào game thì mình sẽ nâng cấp các chiến binh như thường lệ. Anh em còn những yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào thì có để lại bình luận cho mình biết nhá. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em. Và đây là sứ mệnh 78 anh em ạ. Có một bạn yêu cầu mình chơi sứ mệnh 78 nha. Và đây là sứ mệnh 78 anh em ơi. Anh em ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực mình ra video mỗi ngày cho anh em xem. Và anh em có yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào thì hãy để lại bình luận cho mình biết nhá. Và đầu tiên thì quân địch đã tấn công quân mình luôn anh em ạ. Và đây là sứ mệnh 78, quân địch đã tràn lên tấn công luôn anh em ơi. Mình đang chống cự một cái quyết liệt anh em ạ. Và mình chưa kịp chuẩn bị gì thì quân địch đã tấn công rồi anh em ơi. Chán thật chứ, sứ mệnh 78 này thật là gian khó anh em ạ. Chưa chuẩn bị gì mà quân địch đã tấn công rồi anh em ơi. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng mình đánh bại quân địch anh em ạ. Đâu rồi. Wow, bên mình được khuyến mãi cả tuần chết luôn anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Thần chết đang cống cung thủ về kìa. Wow, quân địch chiến đấu mạnh dữ anh em nhỉ. Có một thằng lính giáo kia máu nó vẫn chưa kịp sụt giảm tí nào anh em ạ. Thôi rồi, không sao, bình tĩnh. Kiểu này chắc mình phải chơi lại từ đầu quá anh em ạ. Chưa mãi nói chuyện với anh em quá mà quên mất anh em ơi. Rồi, chơi lại từ đầu nào anh em ơi. Vào việc, sứ mệnh 78 anh em ạ. Rồi, nãy lưu truyền với anh em quá nên là không có tập trung anh em ạ. Rồi, giờ vào chiến đâu anh em. Đâu rồi, địch lên đi. Lên là chiến anh em nhỉ. Không ngán cha con đằng nào cả, lên là chiến luôn. Đúng rồi anh em. Vào việc. Nãy quên cứ nói chuyện với anh em mà mình không để ý. Không có tập trung gì hết, bây giờ tập trung lại anh em ạ. Chơi lại cho anh em xem nhá. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đâu rồi. Lính giáo chạy lên nào. Chiến lại nó anh em ơi. Đâu rồi nhỉ. Đấy, cho anh em thấy thằng lính giáo kia không? Nó thằng lính giáo đấy là giống như kiểu là trùng cuối anh em ạ. Để mình mua cái mặt cho lính giáo cho nó hung hăng thêm nha anh em ơi. Cho nó tiêu diệt thằng lính giáo bên quân địch kia. Thằng lính giáo to anh em ạ. Và đây là sứ mệnh 78 nha anh em nha. Anh em còn sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em. Đâu rồi. Xiên nó đi, đúng rồi. Mẹ lính giáo kia là cho nó chạy tụt quần. Ai chạy thật anh em ạ. Mày chạy à, cho phơi xác ngoài sa mạc luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Thật chết, bên mình đang ôm cung thủ chạy, anh em thấy chưa? Đấy, tập thể lùi quân đây anh em ơi. Lùi quân để ổn định lực lượng đây anh em ơi. Chứ lực lượng này là chưa thể đập tường được anh em ạ. Hãy để cho zombie chiến đấu đây anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Thần chết hoạt động đấy anh em ạ. Đấy, thần chết đang bắt cung thủ của bên quân địch đấy anh em ơi. Đấy, nó chạy mất rồi. Wow. Rồi, tấn công anh em ơi. Lên nào. Vào việc. Đúng rồi, múc nó đi. Đấy, cứ tấn công theo đúng chiến thuật như vậy đây anh em ạ. Đây, mình chờ... mình mua được thêm mấy chiến binh nữa là mình tấn công luôn anh em ơi. Tấn công đập tượng luôn để cho hoàn thành sứ mệnh 78 nào anh em. Sứ mệnh 78 thì cũng không có gì đặc biệt anh em ạ. Mới đầu thì quân địch tấn công ngay thì mình cảm giác là mình chưa tập trung được thôi anh em. Còn về sau thì mình lấy lại thế trận rồi thì thấy bình thường anh em ơi. Không sao. Đây là thần chết được khuyến mãi nha anh em nha. Được sứ mệnh 78 cho nhưng mình điều khiển không được đâu nha anh em. Nó tự hoạt động đấy anh em ạ. Nó hoạt động độc lập đấy anh em. Đâu rồi, lên chiến đâu anh em. Quả này vào đập tượng luôn anh em nhỉ. Ấy, không được. Quân địch đang dồn vào thế trận và đang tiêu diệt zombie anh em ạ. Để từ từ đã. Từ từ để mình chờ khổng lồ ra, mình tấn công luôn anh em ơi. Anh em chờ mình xíu nhá. Mình chờ khổng lồ ra là tấn công luôn nào. Để phá đảo sứ mệnh 78 nào anh em. Đấy, khổng lồ ra chưa. Ra là tấn công đập tượng nó anh em ơi. Đấy, thần chết vẫn chưa bay màu anh em nhỉ. Thần chết là được khuyến mãi mà, đúng không anh em. Bay màu thì thôi, đúng không anh em nhỉ. Bây giờ mình vào tấn đập tượng nó anh em. Múc tượng anh em ơi. Ấy. Giờ là vào phá đảo sứ mệnh 78 nào anh em. Anh em hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Anh em còn sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết và mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em nhá. Đấy anh em thấy chưa.
Người khổng lồ kiểu người khổng lồ của Shopee anh em ạ. Đấy đấy đấy, anh em thấy không? Nâng cấp không đủ nên là nó cũng không có ra gì mấy anh em ạ. Ấy 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 ấy, khổng lồ. Đấy, khổng lồ cây đấy, nhưng mà nâng cấp chưa đủ nên là nhìn nó cái kiểu đấy đấy anh em ạ. Không sao anh em nhỉ, ra đập tường là ổn rồi đúng không anh em? Anh em hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đâu rồi, tường sắp sập chưa? Tập trung đập tường nào khổng lồ ấy, tập trung đập tường nào. Đấy, đấy, tường sắp bay màu và người khổng lồ mình cũng sắp bay màu rồi anh em ạ. Thấy gì chưa, đấy, bay màu. Vậy là sứ mệnh 78 mình đã hoàn thành rồi nha anh em. Anh em có sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại cho mình biết nhá. Giờ mình qua sứ mệnh 251 này anh em ơi. Đây là một bạn đã yêu cầu mình chơi sứ mệnh 251 nha anh em. Mình sẽ nâng cấp cái chiến binh để mình vào sứ mệnh 251 mình chơi cho anh em xem nhá. Anh em có sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận để mình chơi theo yêu cầu của anh em nhá. Anh em hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đây là sứ mệnh 251 màn khó nha anh em. Màn dễ mình chơi rồi và bây giờ mình chơi màn khó anh em ạ. Ấy, có hai anh thợ mỏ đang đào vàng tích cực anh em ạ. Đâu rồi, đây. Đấy, bên quân địch có một lính giáo giống bên quân mình nhá anh em nhỉ. Anh em biết quân lính giáo bên quân địch với lính giáo bên quân mình khác nhau cái gì không anh em? Là cái người lính giáo bên quân địch nó là màu đỏ anh em ạ. Còn lính giáo bên quân mình thì nó là màu đen anh em ơi. Anh em tí nó để ý coi nha. Đâu rồi, nhanh nào, đào nhanh để còn mua đính giáo nào cho các bạn xem nào. Quân địch kia cũng lèo tèo quá anh em nhỉ. Đây, nhân vật chờ đợi đây anh em ơi, đây là zombie lính giáo anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa, quả zombie này mà đẩy tường thì nói gì nữa anh em nhỉ. Đâu rồi, đấy anh em thấy không, lừng lững bước lên như thế này thì làm sao mà chống được đúng không anh em? Đây là zombie lính giáo nha anh em ơi. Nhìn thấy cái khiêm của nó nát bấy luôn anh em ạ. Không sao, thằng này đẩy tường nhanh lắm anh em. Thằng này chắc một mình nó là phá tường được đấy anh em ạ. Đâu rồi, lên hỗ trợ cho zombie lính giáo nào. Mọi lần mình tiêu diệt zombie lính giáo như hôm nay hỗ trợ zombie lính giáo nha anh em. Đấy, anh em thấy lính giáo bên mình không? Người màu đen đấy anh em ạ. Còn bên kia là người màu đỏ anh em ạ. Anh em thấy phân biệt rõ ràng chưa anh em? Rồi, chờ để cho ông zombie lính giáo lên hút tượng này anh em. Nó hút cho mấy phát là đủ à. Đó, anh em thấy giờ đi chậm vậy chứ mẹ hút tượng ác lắm anh em ạ. Máu chiến lắm anh em ạ. Đấy. Giờ là lên hút tượng này anh em ơi. Đấy anh em thấy giờ. Này, 1, 2, 3 này. Giờ còn sấm sét gì nữa. Một phát, đấy. Hắn đập cho một phát mà nứt hết cả đất đấy anh em ạ. Ấy, đang ủi tượng đấy anh em thấy chưa? Đấy, đang ủi tượng đấy. Chắc mẹ một mình ông này ông phá đảo sứ mệnh 251 của anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa? Mẹ ủi cơ đó mà cái lượng máu của tượng sụt giảm rất là nhiều anh em thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Ôi da, tiếp viện tí hon kiểu này làm sao mà chống được? Mẹ ông gõ cho một cái khiêm lên là bay tứ tung luôn anh em ạ. Đấy, này anh em coi nè. Coi này, đấy anh em thấy chưa? Anh em hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Anh em có sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết nhá. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em. Và đây là sứ mệnh 251 màn khó nha anh em nhá. Hãy like và đăng ký kênh nào. Đấy anh em thấy chưa? Đấy, ủi tượng gần sập rồi anh em ạ. Anh em thấy chưa? Một mình lính giáo đây là xử lý cái tượng này anh em ạ. Mẹ đứng cao hơn tượng ủi một tí là sập rồi anh em ơi. Anh em coi này. Đấy, sắp sập rồi anh em ơi, sắp sập rồi. Sứ mệnh 251 đã hoàn thành nha anh em ơi. Cảm ơn anh em nhé. Anh em còn sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết nhá. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em. Và giờ là mình sẽ qua mình chơi sứ mệnh khác này anh em ơi. Và đây là sứ mệnh bao nhiêu nhờ? Để mình chọn đây anh em ạ. Có một bạn yêu cầu anh em ạ. Đâu rồi. Nhanh nào. Các bạn đang coi video thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Bạn nào đăng ký kênh rồi thì hãy like video để cho có tương tác nha anh em ơi. Anh em cứ việc đăng ký kênh thôi, còn mọi việc ghen thì hãy để mình lo nha anh em nhá. Và bây giờ mình chơi sứ mệnh 170 nha anh em ơi. Đấy, vào việc nói anh em. Đấy, zombie anh em ạ. Sứ mệnh 170 là sứ mệnh của zombie anh em ơi. Wow, cái bạn kia bạn bảo là sứ mệnh 170 này khó lắm.
kêu mình chơi thử. Và bây giờ mình sẽ chơi thử theo yêu cầu của bạn nhá. Bạn mà coi được video này thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Bạn còn yêu cầu nào nữa thì bạn hãy để lại bình luận cho mình biết nhá. Và đây là cách chơi của mình. Còn bạn có cách chơi khác thì bạn hãy để lại bình luận cho mình biết luôn nhá, để mình tham khảo nha bạn nhá. Rồi, vào việc nào. Sứ mệnh 170. Thôi để cho mấy ông đào vàng đó. Anh em nhỉ, từ từ đó. Trong thời gian chờ mấy ông đào vàng thì anh em có sứ mệnh nào thì hãy để lại bình luận cho mình biết nhá. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em nha anh em ơi. Và bây giờ mình mua rìu để cho thợ mỏ đào cho nhanh anh em ạ. Nhanh nhanh để có chiến binh để mình phá đảo sứ mệnh 170 nào. Nghe bạn kia bạn bảo là khó lắm anh em ạ. Nên là mình chơi thử nha anh em nhá. Để xem nó khó như thế nào nha anh em nhá. Đó rồi, mẹ zombie tấn công chưa? Đấy, từ từ tấn công nha cha. Mẹ tấn công giờ này lấy binh lính đó. Ấy à, sẵn sàng ghê nhở. Anh em thấy chưa? Sẵn sàng chưa? Lát nó tấn công đây anh em ạ. Cứ phải đầu tư công thủ anh em ơi. Zombie mà gặp công thủ thì thôi, nói đi nói lại rồi anh em nhá. Là xanh cỏ luôn anh em nhá. Đâu rồi. Đấy, hai ông công thủ, ba ông công thủ rồi anh em ạ. Và công thủ kia là bốn ông công thủ rồi anh em ơi. Chuẩn bị xuất phát nào. Năm ông công thủ rồi anh em ạ. Đâu rồi. Quân địch là tấn công là bắn luôn anh em nhỉ. Đâu nó bên nó zombie nhiều đấy anh em. Zombie nhiều đấy là mình phải đầu tư vào công thủ anh em ạ. Để xem nào. Đấy anh em thấy chưa? Mẹ một. Ấy à. Có cả zombie cõng con à. Vãi trường nhỉ. Mẹ con zombie cõng con luôn anh em ơi. Đúng là sứ mệnh 170 này khó thật anh em ạ. Đã vậy mình phải mua thêm rìu đi anh em ạ. Mình mua rìu đi để cho đào mỏ nhà thợ mỏ đào nhanh nên mẹ mà mua đến chiến binh như không kiểu này là hỏng hết kẹo bánh này anh em ơi. Đấy anh em thấy zombie cõng con đang đi ra chưa? Nó ngồi xuống một cái là mẹ bốn con zombie từ dưới đất chui lên đấy anh em ạ. Nhưng mà không sao mình đấy anh em thấy nó ngồi giờ 1 2 3 4 này anh em thấy chưa? Mẹ ngồi xuống một cái là bốn con zombie chui lên anh em ạ. Đấy zombie à, zombie thì phải gặp công thủ anh em nhá. Lên thằng nào là tiễn thằng đó luôn anh em, mẹ không phải suy nghĩ nhiều. Zombie mà gặp công thủ là đúng chứ bài rồi anh em ạ. Tí nữa mình sẽ mua lính giáo rồi mình cho lính giáo cái mặt nạ cho vào nó xiên con zombie cõng con đi anh em. Zombie khổng lồ đấy anh em ạ. Mình hay gọi là zombie cõng con đấy anh em. Đấy, mẹ chơi cho quả sét mẹ xanh mặt đấy anh em thấy chưa? Đấy, sét mẹ bay màu nào đỡ được đó anh em nhỉ? Làm thêm vài lượt sét nữa cho bay mẹ xanh cỏ luôn. Đấy, màn này nó không cho mình nâng cấp nên là nhìn lính giáo mình hơi nhỏ nha anh em nha. Đây là sứ mệnh 170 nó không cho nâng cấp anh em ạ. Và sứ mệnh 170 cũng không có người khổng lồ luôn anh em ạ. Tối đa lắm là được mua được phù thủy thôi anh em ơi. Anh em hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Giờ mình chiến với zombie nào anh em. Đấy. Xét này. Đấy anh em thấy chưa? Quánh tan cái đội quân lúc nãy rồi anh em ạ. Giờ còn thằng zombie cõng con nữa thôi anh em ạ. Zombie khổng lồ cõng con đó anh em. Lát nữa mình chiến với nó luôn anh em ơi. Bắn cho bớt zombie đi không? Lát nữa mẹ chiến với zombie khổng lồ cõng con luôn anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa? Đấy đội quân cung thủ của mình dần hình thành đấy anh em ạ. Dần đi vào ổn định đấy anh em ơi. Dần đi vào trật tự rồi anh em ạ. Anh em còn sứ mệnh nào nữa yêu cầu mình chơi thì anh em hãy để lại bình luận nhá. Để mình chơi theo yêu cầu của anh em nha anh em nha. Và anh em coi được video thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đấy, zombie lên à mày. Còn thằng nào nữa? Không có ra là mình lên xử zombie cõng con này. Đấy, giờ là bên quân địch là chỉ trông chờ là zombie cõng con được thôi anh em ạ. Lát nữa mình xử nó luôn anh em ơi. Đợi cho binh lính của mình nhiều mình qua mình xử được zombie cõng con luôn anh em ơi. Đấy, cứ ngồi một phát xuống là đến bốn ông mẹ từ dưới đất chui lên anh em ạ. Nó sản sinh như zombie à. Đấy, mẹ đội quân cung thủ của mình anh em thấy không? Lại sao mà làm sao mà lại gần được. Còn mẹ zombie kia để cho nó sống thêm một tí anh em ạ. Tí nữa mình qua mình diệt luôn anh em ơi. Đấy, anh em thấy đội quân cung thủ của mình không? Mẹ tên bắn ra như mưa anh em nhỉ? Đấy, để mình chuẩn bị lên mình mẹ tiến thằng zombie cõng con kia về dưới đất nào anh em. Đâu rồi. Đây, zombie này. Đi lên ở cái đội quân cung thủ của mình đây hoành tráng anh em nhá. Đấy anh em thấy chưa? Đấy. Giờ lên tiến là zombie cõng con nào. Đấy, ô nhiều đấy.
bán bớt bớt đi, lên mẹ tiến thằng Zumi cõng con về với đất nha anh em nhá. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ô, nó lại ngồi tiếp à? Chứ nó ngồi cả ngày anh em nhá. Đấy, 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 lên mà kiếm ăn, lên mà kiếm ăn. Hai ông mấy ông linh giáo nhàn quá anh em nhỉ. Để cho nó dưỡng sức, để lát nó xử được Zumi cõng con nha anh em. Rồi, giờ lên xử được Zumi cõng con này anh em ạ. Đấy, cho nó cái mặt nạ, cho nó cái mặt nạ anh em nhỉ. Cho nó một cái mặt nạ cho nó máu chiến anh em nhỉ. Đâu rồi, đâu rồi, mẹ, cho cái mặt nạ cho máu chiến. Giờ còn đập cái gì nữa, Zumi cõng con. Bay màu chưa anh em thấy chưa. Zumi cõng con đơn giản thôi anh em nhỉ. Không có gì đặc biệt đúng không anh em. Anh em hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đấy, giờ mình diệt xong lũ zombie lông côm này, nó đã hoàn thành sứ mệnh này anh em đó. Và sứ mệnh 170 mình đã hoàn thành rồi nhá. Giờ các bạn còn đi sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết nhá. Giờ mình qua sứ mệnh 5 nào. Đây là sứ mệnh 05 nha anh em ơi. Sống sót cho đến khi hoàng hôn. Đâu rồi? Mua dìu à anh em. À kiếm à. Để coi tình hình như thế nào đây anh em ạ. Sứ mệnh này mình chưa chơi lần nào anh em ơi. Đây là sứ mệnh một bạn yêu cầu mình chơi nha các bạn nha. Các bạn còn sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết nha anh em ơi. Để mình chơi theo yêu cầu của anh em nha. Đấy, ơi nha. Mẹ, một thanh kiếm sĩ này mà lên mà đòi tấn công à. Đấy. Giờ mình sẽ mua nhiều kiếm sĩ đi anh em ạ. Đánh cho nó vui anh em ơi. Đâu rồi? Màn này đấy toàn tí hon anh em nhá. Anh em có cách chơi nào mà khác mình hay là mình chơi như vậy chưa được ấy, thì anh em hãy để lại bình luận cho mình biết nhá. Anh em hãy góp ý với mình để mình tham khảo thêm nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ mua kiếm sĩ tiếp anh em ạ. Đấy. Đội quân của nó cứ lên kiểu lông côm kiểu này mới khó chơi anh em nhỉ. Không biết có chùm cuối gì hay gì không đây. Chứ mấy thằng lóc nhóc như thế này thì làm sao mà có cửa đối với mình đúng không anh em. Anh em thấy video hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đấy, chưa thấy ai anh em ạ. Cứ lâu lâu nó lên một top như vậy đấy anh em. Mình mua thêm 2 kiếm sĩ nữa cho đông đông kiếm sĩ nó. Màn này mình thử sử dụng kiếm sĩ nha anh em nha. Chứ mọi lần là mình ít sử dụng kiếm sĩ lắm. Nhưng mà hôm nay sứ mệnh 05 này mình sẽ chơi thử kiếm sĩ nha anh em. Anh em còn sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết nha anh em ơi. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em. Anh em có cách chơi khác mình hay là có ý kiến nào mà hay hơn mình anh em, để lại bình luận cho mình tham khảo thêm nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Giờ này chắc cũng ít người chơi stick cua lắm anh em nhỉ. Anh em hay chơi game gì anh em? Anh em chơi game gì thì anh em có thể nói để cho mình chơi cùng nha anh em ơi, cho nó vui nào. Đây, 1, 2, 3, 4, 4 ông kiếm sĩ chạy qua, trời ơi. Mẹ kiếm sĩ này chạy qua làm gì cho nó tốn cơm tốn gạo anh em nhở. Đấy, qua mới là mẹ ta có thằng nào qua nổi đâu anh em. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Sứ mệnh này đánh theo kiểu rình rập ấy anh em nhỉ. Đánh sứ mệnh này là sứ mệnh du kích đúng không anh em. Vừa đánh vừa dưỡng, vừa đánh vừa dưỡng. Kể mà có tượng mình, mẹ mình nhảy qua mình đập tượng cho nó rồi đi. Đâu rồi? Mẹ chưa thấy ông nào qua anh em ạ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đội quân kiếm sĩ của mình dần hình thành rồi anh em ạ. Nhưng mà không thấy qua. À, đây, 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 2, 4, 6 ông, 7 ông anh em ạ. 6 ông vào phang luôn anh em ạ. Đấy, ngán gì nữa, tầm này thì ngán gì nữa anh em nhỉ. Đấy, 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 đấy. Đâu rồi? Không thấy ai anh em ạ. Thôi đi chờ đợi anh em nhá. Trận đánh của du kích mà. Sứ mệnh để năm này, sứ mệnh năm này cũng không máu chiến lắm anh em nhỉ. Đánh được cửa du kích như thế này cũng không máu chiến lắm. Nhưng mà các bạn yêu cầu sứ mệnh nào mình cũng chơi hết anh em nhé. Đâu, 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 lên nào, lên nào. Lâu thế nhở, chạy ra nào. Ủa chứ thấy ai kia mà. Kiểu này cho mẹ chắc phải làm chén cơm chén nước chứ này có ai đâu anh em. Anh em còn sứ mệnh nào nữa thì anh em hãy để lại bình luận cho mình biết nha anh em ơi. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em nha. Anh em nào yêu cầu trước mình chơi trước nha anh em ơi. Anh em nào yêu cầu sau mình sẽ chơi sau nha anh em.
Ấy ấy ấy, một đội binh đang chạy lên này, phải chạy lên cho đánh cho ra mồ hôi chứ, mẹ cứ lâu lâu mới được một thằng chạy lên thì đánh sao mà sướng được hả anh em? Đúng không anh em nhỉ? Ấy ấy ấy, còn thằng nào nữa? Đâu rồi? Hết luôn anh em ạ. Sứ mệnh này chắc kiểu này chắc hoàn thành quá anh em ơi. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, ra nào, đang đánh cho nó mẹ đánh mà lại cần nghỉ giải lao à. Đánh để phải, ai, ôi mẹ đông thế. Mẹ lên một phát, lên mẹ lên chốt, lên trận cuối hay gì mà đông thế nhở. Quái, mình cho quả hung hăng kiếm sĩ nào vào phang luôn anh em. Đâu rồi, mẹ lên đông nhở. Quân địch lên đông anh em nhở. Bất ngờ thật chứ. Mình tưởng là chơi lem nhem mà cuối cùng mẹ lên đông phết đấy anh em ạ. Wow. Ố, mẹ đội quân mình đã tiêu diệt hết rồi anh em ạ. Vãi trưởng. Sao vậy? Ố, kỳ vậy. Mẹ đội quân mình mẹ nó diệt chứ. Còn mấy ông ấy rồi anh em ạ. Mấy ông thả bỏ rồi. Ố, vậy mình diệt hết đội quân của quân địch rồi. Ố, vậy là sứ mệnh hoàn thành nhờ anh em. Ố, lạ nhờ.